Bây giờ thì anh sẽ mời cô dâu và chú rể sẽ ngồi quay lưng lại với nhau. Và chúng ta sẽ ba câu hỏi. Ba câu hỏi này chứng tỏ tình yêu mà bạn Đức dành cho bạn Thảo ngày hôm nay như thế nào. Và trước tiên thì Đức ơi, em sẽ dìu vợ em ngồi vào đây. Rồi. Cô dâu cứ, chú rể cứ bình tĩnh nhá. Và một lần nữa thì em ngồi xuống phía dưới, tháo giày của vợ em ra. Đây là những giây phút hạnh phúc nhất của người đàn ông. Khi đã tìm được một nửa lý tưởng của đời mình thì việc gì tháo giày ra cũng sẽ làm. Tháo cả đôi luôn. Điều này cực kỳ bí mật. Tại vì là Thảo ơi, anh nghĩ rằng là cái gì cũng có thể tháo được. Bởi vì em là của Đức rồi. Em đồng ý không? Vâng ạ. À, đấy. Phải ngoan ngoãn như thế thì anh Đức mới yêu. Ở đây có ai tên là Đức không ạ? Anh nào tên Đức, dạ hầu nghiệm một điều là anh đấy cực kỳ yêu vợ. Đúng đấy. Phải nói là rồi. Đây cũng có một cháu Đức này. Và dưới sân khấu cũng rồi, có một chú Đức này. Em ngồi quay lại đấy. Và ở đây thì không biết có bạn nào là người yêu cũ của bạn Đức không ạ? Có không ạ, Thảo ơi? Sao nhiều thế? Chứng tỏ Đức là rất là đẹp trai đúng không ạ? Phong rồi, độ. Nếu không có bạn nào người yêu cũ thì em tự tay mở giày em ra. Rồi, và một chiếc giày cho Thảo. Hai bạn này sẽ đổi giày cho nhau. Và em ơi, sáu em hội ý một câu hỏi hóc búa nhất trong đêm nay phải hỏi hai bạn này. Bạn có thể cử nếu mà trả lời đúng thì chúng ta không phải phạt gì cả. Dạ, nhưng Phương mà trả lời sai các em phải hội ý với nhau cho ra một hình phạt cực kỳ xác đáng. Đúng không? Điều này là giao cho cháu Phương Anh Đức là người sẽ làm rất tốt cái câu hỏi này. Rồi. Và chị Dung cũng chọn cho em một câu hỏi. Và em một câu hỏi. Dạ. Chỉ có ba câu hỏi thôi. Đức ơi cầm giày trên tay. Nếu bây giờ có hai chiếc giày, một chiếc giày của vợ và một chiếc giày của chồng. Nếu cả hai đều giơ chiếc giày lên mà trùng với nhau, đúng ạ, là câu hỏi đúng. Ví dụ như là hai bạn đã hôn nhau lần đầu tiên ở đâu, ví dụ như là câu trả lời là ở công viên hay là ở đâu đấy, mà cả hai đều giơ cùng một màu giày thì câu đỏ họ đấy là đúng, đúng không? Nếu mà trả lời sai thì có thể là hai bạn đã hôn cô nào hoặc anh nào ở chỗ khác. Vâng, đồng ý không hả Đức? Đồng ý. Em đồng ý. Thảo đồng ý không? Rồi, và bây giờ thì chị Dung hỏi trước. Mà trong ngày hôm nay là cái ngày mà các cháu quyết định sánh vai nhau đến cuối cuộc đời, đến hẳn một lâu đài hạnh phúc chứa đầy tình thương yêu. Và trong cái ngày hôm nay thì chắc chắn cháu có rất nhiều điều hồi hộp. Nhưng mà cái hồi hộp nhất của hôm nay về là hai cháu như nào? Hai cháu hôm nay xong thì công việc cái này xong rồi mình sẽ như thế nào? Có lời cảm ơn bố mẹ hay cảm ơn cô bác hay là một cái việc gì đó mà cháu cảm thấy là cần thiết nhất sau khi mình kết thúc tất cả cái buổi liên hoan ngày hôm nay mà cháu đã đón nhận tất cả tình thương yêu của hai bên gia đình từ phía hai bên bố mẹ cháu cũng như toàn thể cô bác, anh chị em, bạn bè và nhất là các bạn của cháu hôm nay cũng đến rất đông đủ. Thì cái điều đầu tiên mà cháu ước muốn là cháu sẽ làm gì? Thì cháu nghĩ một lúc rồi hai chị... cháu trả lời riêng và bạn trả lời riêng. Hai người nếu đúng nhau thì có nghĩa hai trái tim đã cùng một nhịp đập. Chị Dung ơi, chị hỏi chính xác hơn một tí nữa. Có nghĩa là khi mà chuẩn bị đám cưới thì Đức với Thảo đã bàn nhau cái việc gì? Đúng. Sau khi mà mình lên sân khấu, mình kết thúc cái đám cưới thì mình sẽ bàn nhau cái việc gì? Cảm ơn ai đúng không ạ? Yeah. Có chính xác cái thế không ạ? Yeah. Rồi. Thì bây giờ câu này khó nhỉ? Quá khó, làm câu... sao để chốt được một cái là đúng hay sai? Thì bây giờ nếu như mà hai cháu đều nghĩ rằng là mình về mình sẽ việc gì đấy đầu tiên mà cùng nhau, có nghĩa rằng là đã đồng cảm. Việc đầu tiên là gì? Rồi, và bây giờ có hai đáp án xảy ra. Câu đáp án thứ nhất là cảm ơn bố mẹ hai bên. Và câu đáp án thứ hai là... về nghỉ ạ. Vâng, không cần phải giơ giày thì chúng tôi cũng đã biết câu này là đã sai rồi.
Và cái câu mà chúng tôi chấp nhận đó là: về nghĩ thì chắc chắn phải nghĩ rồi, câu đấy là câu đáp án của anh Đức. Còn cái câu mà hai vợ chồng bàn nhau là cảm ơn bố mẹ hai bên trên sân khấu này, đó là câu của cô dâu. Vâng. Chị Dung ơi. Nhưng vậy đây thì là một sự kết hợp rất hoàn hảo. Trước hết là mình phải dưỡng lại cái sức để lời cảm ơn nó được hoàn hảo hơn. Đó là gì? Mình nói nó cũng trọn vẹn hơn. Nếu như không được nghỉ mà mệt quá thì câu cảm ơn nó chỉ có một nửa mà thôi. Thật sự các cháu rất hoàn hảo. Một tràng pháo tay thật lớn này chúc mừng hai cháu đã hòa chung một nhịp đập trong ngày hôm nay và mãi mãi về sau trong cuộc đời của mình. Thực ra thì gia hậu đang định phạt chú rể một hình phạt, nhưng mà cô Dung đã cứu Hiểu Đức một hình phạt, đúng không ạ? Câu này là đáng lẽ phải phạt anh Đức, nhưng mà đúng là phải giữ sức khỏe để cảm ơn. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ câu hỏi của anh. Trong ngày vui, trong cái lễ thành hôn của hai em suốt cả một quãng thời gian từ ăn hỏi cho đến đám cưới, thì ai là người vất vả nhất? Đức hay là Thảo? Bây giờ nếu mà là Đức thì dơ giày của Đức, mà nếu là Thảo thì dơ giày của Thảo. Đừng có nhìn nhau, dơ giày đi. Rồi. Dạ, 120 câu trả lời tiếp theo của hai cháu ạ. Có nghĩa là cô dâu rất là công bằng. Anh Đức cũng rất là tâm huyết, là suy nghĩ để làm đám cưới, nhưng mà em cũng có công, cả hai vợ chồng. Nhưng anh Đức ấy thì anh dơ giày là anh nịnh vợ, anh chỉ có một mình vợ thôi. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì anh cũng đã sai. Đúng ạ. Các bạn có đồng ý là anh Đức anh sai không? Dơ một chiếc giày thì sai, anh phải dơ hai chiếc giày. Vậy thì bây giờ như thế này. Anh Đức ơi, anh đừng có mang giày, anh để giày xuống đất, anh quay qua bên đây. Rồi, quay qua bên này. Đấy, bây giờ hình phạt của anh Hậu là em phải quỳ trước vợ em và em sẽ nói một cái điều ý nghĩa nhất trong đêm nay. Ví dụ như em cầu hôn lại một lần nữa, hay là nói một điều gì đấy. Thảo ơi, anh yêu em nhất trần đời. Ví dụ như thế, anh mà anh nói như thế. Em ngồi đây để cho chúng tôi quay phim lại. Các anh nhá, chuẩn bị nhá. Rồi, không quỳ, em ngồi thôi. Đúng rồi. Cầm tay vợ. À, micro nhá. Rồi. Và vỗ tay đi cho chú rể đỡ hồi hộp ạ. Cầu hôn thực ra đến cái lúc một hai người thì dễ lắm, nhưng có đông người này thì cũng hơi hồi hộp thật. Cháu xin lỗi các cô, các bạn, các bác. Nhưng mà người phụ nữ đẹp nhất ngày hôm nay là đang ngồi trước mặt cháu. Wow, thật là tuyệt vời phải không ạ? Và con cũng xin cảm ơn hai người mẹ đã lo cho bọn con ngày hôm nay. Con cũng xin cảm ơn hai người ba cũng góp phần không nhỏ để mà tạo lên cái bữa tiệc ngày hôm nay. Con cũng xin cảm ơn đến những người ban tổ chức, đến bác Sao, đến chú Đức và đến toàn thể nhân viên của Maritime đã tạo lên cái bữa tiệc ngày hôm nay. Đối với con, ngày hôm nay là ngày rất là thành công. Và con xin cảm ơn cô chú. Con xin cảm ơn cô chú rất nhiều. Còn những người bạn, người cô, người chú, người Đức, em phải nói một câu tiếng Đức. Also an meine deutsche Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank an Maritime Hotel, vielen, vielen Dank. Ihr habt einen richtig guten Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Em lại quay lại cái ghế. Còn một cái hội đồng nghệ thuật cuối cùng là sáu bạn này đã bàn cho nhau. Ai là người hỏi? Ai? Đức ạ. Mai. Đây, vàng đúng. Một người rất thành công trong thế hệ thứ hai. Cháu tên là Anh Đức. Đức ạ. Vương Anh Đức. Vương Anh Đức. Và trong hội trường rất nhiều những Anh Đức. Nếu mà bạn gái nào chưa có người yêu thì phải hiểu Anh Đức. Vợ đứng ngay cạnh. Vậy, hỏi đi. Ich werde es mal auf Deutsch machen. wer von euch zu Hause hat die Hosen an? Phải nói là sai. Hôm nay sai rồi. Sai rồi, bây giờ hình phạt là gì?
cái nhóm cho hình phạt cụ thể một tí đi. Cõng vợ từ sân khấu ra xuống chụp ảnh rồi cõng lại. Ôi giời, quản... Cõng vợ từ trên sân khấu xuống đến chỗ background để chụp hình với các bạn ở đây. Dắt tay vợ. Bây giờ như thế này, trước khi cõng vợ thì Đức và Thảo sẽ cắt chiếc bánh. Và bây giờ để hình phạt mà quay trở lại thì anh Đức khi nãy anh tháo giày của vợ anh ra thì bây giờ anh phải mang giày lại cho vợ anh. Và bây giờ thì mời hai nhân vật chính chúng ta quay trở về với chiếc bánh cưới.